Mày này như mấy cái tô ấy nhỉ? Tấn kìa, Tấn kìa, ngồi với anh á. Đây em đang bia. Đứng bé chứ. Mấy cái bánh này nó lâu rồi nó không lấy hơn bánh này nó kiểu vẫn còn nóng thôi mà nó nóng bánh này nóng hơn là nóng Sau cái trường này nó là cái bộ nó sẽ dễ dàng.
Ở trường này của Chen nó bảo là có gì nó sẽ gửi giấy về, xong rồi trước khi đi học nó sẽ cho ra trường để học. Baby cho bạn đi rồi. Nhưng sao trường này nó chơi những người thu rồi. Đấy, bên đây có 15 cân. Vi 21 cân. 5 cân bằng cái này em này. 15.000 một năm là nhiều rồi. Nếu mà anh không đi lấy hàng như xưa thì đi đâu có hết được đâu. Ra đây. Anh ký hả? 25.000. Con sushi hay ăn xôi? Mình lấy chưa? Cái này không? Anh cần thấy. Có ra vị trên ở với bạn thì chị bảo bê lên đi mà. Em giả rồi. 30 so với ấy. Nói chung là rẻ quá. Ok, con có ăn thử xem nào. Hơi cứng nhỉ? Ví dụ như từ từ. Cho con chụp nữa ăn đi. Chụp đoạn đó chị. Đây đây. Ui. Cái gì vào trong thì không được. Được. Đổ ra lại mất công xếp. Ui, thật là nhiều món quá. Tí nữa. Phát đi trên tủ ấy. Kêu. Nào. Đi đi anh.
Đấy, mọi người đây đây, mọi người đây. Ngồi càng gần nhau tí ấm. Ho ho ho. Hello Kinder. Danke, Weihnachten. Wart ihr alle brav? Ja. Ja. Wirklich? Ja. Ich weiß alles. Ich weiß, wenn ihr lügt. Ja? Okay. Wenn ihr euch wundert, warum ich eine Sonnenbrille habe, ich war gerade kurz in Afrika und muss noch die Anerkennung Check gegeben. Deswegen. Und ich habe auch nicht viel Zeit, deswegen. Ja, magst du nicht? Okay, dann nehme ich das wieder mit. Dann kriegt das ein anderes Kind. Oh, oh! Okay. Danke, Leute. Danke. Danke. Jen. Jen? Ja. Geht doch mal, Jen. Bist du Jen? Jennifer. Jennifer? Bitte schön. Ich glaube dir, dass du brav warst. Ja. Glaube ich dir. Boah, ihr wart lieb, oder? Guck mal, was ihr hier habt. Ha! Wer ist Ha? Ja. Aber ich mag das nicht. Das ist nur Papier. Wir haben bald auch was. Wir haben Alina? Đấy, Max mới cả anh Minh bỏ xa ra ra, không là gần, không là ấy bảo. Nina ngồi chơi rất ngoan.
về. Chị đặt cầu của em đấy. Chị mang rồi đi rồi chị bảo bây giờ nó sang túi rồi mang đi rồi bắt về. Biết đi đây là Omi mà. Nếu mà được nhiều quà không? Mày được nhiều quả thế? Nhiều quả thế? Hà phát hiện ra là ông không làm Việt Nam hay dích. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.